chào mọi người đã quay trở lại với Cinema The Lessons in Japan. Tâm trạng các bạn như thế nào? Hôm nay là ngày đi kết quả thi JPT ha. Thì hôm nay mình làm video clip này để muốn chia sẻ với các bạn về các xem điểm thi trực tuyến JPT cũng như là chia sẻ cảm xúc của mình về cái kết quả của kỳ thi này. Thật ra thì biết là ngày 25 tháng 1 là sẽ có kết quả trên Internet của JPT. Thì mình hôm qua là mình thức tới 0 giờ đêm để canh, nhưng mà cái lúc mà mình truy cập á thì nó báo lỗi, xong rồi nguyên ngày hôm nay mình vô cũng không thể nào tìm thấy cái thông báo chứng nhận điểm của mình hết. Nói chung là rất là bực mình. Lên Facebook thì thấy mấy bạn đã đăng cái kết quả JPT của các bạn, mấy bạn ở Nhật thì đăng trước, và sau đó tới khoảng 10 giờ ở Nhật thì mấy bạn ở Việt Nam bắt đầu đăng trên Channel Overseas. Còn mình thì mãi tới tối nay tầm 7 giờ tối nay mới hiển thị cái kết quả JPT của mình. Thì mình nghĩ khả năng là có thể là do trong cái lúc mà mình đăng ký cái JPT, cái My JPT á, thì mình đăng ký là cái giao diện bằng tiếng Anh, nên khả năng là nó sẽ trả kết quả về trễ hơn là những bạn mà đăng ký cái My JPT mà giao diện bằng tiếng Nhật, mà trễ này cũng hơn cả nửa ngày. Mình check liên tục từ sáng 10 giờ đã check rồi, trưa cũng check mà không được, cái mãi tới tối 7 giờ mới thấy cái kết quả. Nói chung là khá là bực mình. Mình cũng có gọi lên số hotline của GES luôn, nhưng mà máy báo bận, mình đợi cả 2 phút luôn. Cứ 30 phút thì họ lại báo là đường dây đang bị tắc nghẽn, thì quý khách vui lòng giữ máy hoặc gọi lại sau. Thế là nói chung là khá là bực mình. Ok, trở lại vấn đề chính ha. Hôm nay thì sẽ hướng dẫn các bạn chia sẻ với các bạn cách xem điểm thi JPT trực tuyến từ trang web MyJPT của GES. Các bạn vào Google gõ MyJPT ha, thì nó sẽ hiện ra cái bản clip. Các bạn vào Google gõ MyJPT ha, thì nó sẽ hiện ra một loạt những cái kết quả tìm kiếm từ JES. Thì các bạn có thể vô JES để xem thông báo, hoặc là vô thẳng MyJPT luôn. Ví dụ như mình click vô JES thì nó sẽ hiện ra các bạn như vậy. Đấy. Thì vì mình đăng ký tiếng Anh nên thành ra là mình chuyển qua chế độ tiếng Anh. Còn không thì các bạn cứ để nguyên tiếng Nhật vậy thôi. Đây là login ha, thì các bạn vào đăng nhập. Nó sẽ hiện ra cái giao diện mà JPT ID với lại password mà lúc các bạn đăng ký thi á. Thì nếu mà các bạn không nhớ cái JPT ID của mình là cái gì, thì các bạn click vào cái ô bên dưới ha, thì nó sẽ gửi cho các bạn, nó sẽ hiện ra một cái trang nữa, thì các bạn sẽ nhập vô cái email của các bạn, ngày tháng năm sinh của các bạn ha, và các tư cách nộp của các bạn lúc mà các bạn tạo JPT, MyJPT á, là cá nhân hay là tập thể, là nhóm ha. Sau đó là bấm next thôi. Bấm next thì nó sẽ gửi về cái email của các bạn, rồi các bạn vô email các bạn check thôi. Ví dụ như đây của mình thì nó gửi cho mình cái email để mình check lại cái MyJPT ID của mình. Tương tự thì nếu mà các bạn quên cái password á, thì các bạn MyJPT ID rồi quên cái password, thì các bạn click vào cái hàng bên dưới ha, remind your password, thì các bạn copy cái MyJPT ID qua đây ha. Đó, MyJPT của mình ví dụ như là đây, copy ha, qua đây chẳng hạn. Thì các bạn nhập ngày tháng năm sinh vô, rồi các bạn bấm next thì nó sẽ gửi một cái đường link về trong email của các bạn để các bạn tạo lại cái mật khẩu mới. Những cái bước này mình đã làm từ mấy ngày hôm trước rồi, nên hôm nay là mình sẽ vô mình xem luôn đó. Nó thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như vậy. Hiện ra giao diện tiếng Anh là tại vì trong cái lúc mà mình đăng ký á, thì mình đăng ký bằng giao diện tiếng Anh nè. Bây giờ mình mới để ý là select the language of this site, là chọn cái giao diện bằng tiếng Anh, nên khả năng đây là cái lý do làm cho cái kết quả JPT của mình trả về chậm hơn cả nửa ngày so với những cái bạn mà chọn đăng ký giao diện bằng tiếng Nhật. Rồi home ha. Thì ở đây là nó có thông báo là kết quả ha, kết quả thi của kỳ thi JPT thứ 2 năm 2020 tháng 12 thì sẽ có trên MyJPT từ ngày 25 tháng 1
Và nó sẽ được chuyển về cho địa chỉ thư của các bạn đăng ký á. Địa chỉ hòm thư mà các bạn đăng ký lúc ban đầu á, là cùng với cái địa chỉ mà các bạn nhận voucher là ngày 8 tháng 2 ha. Có một lưu ý nhỏ là nếu mà cái mailbox của cái hộp thư thùng thư của các bạn á, nó không có để đúng như cái tên mà các bạn đã đăng ký á, thì cái kết quả thi sẽ gửi trả ngược về cho cái trụ sở thi. Và trong trường hợp này thì nếu mà các bạn muốn họ gửi lại cho các bạn thì các bạn sẽ phải tốn phí ha, nên mình chú ý cẩn thận kiểm tra cái hòm thư của mình vào ngày 8 tháng 2 xem nó có đúng tên và trùng khớp với cái địa chỉ mà mình đăng ký lúc ban đầu hay không. Rồi để xem cái kết quả thi thì các bạn nhấp vào ô Test Result Certificate Issuance 1, 2, 3, 4, 5 tab thứ 5. Ok, rồi ở đây thì nó sẽ hiện ra cho các bạn là cái kết quả thi đó. Đó, thời hồi sáng tới giờ mình check thì nó cứ hiện ra như vậy thôi. Mới hồi 7 giờ thì mình check bằng điện thoại á, nó mới hiện ra trên giao diện điện thoại thôi, còn hiện tại thì giao diện trên trên mạng nó cũng không có hiện ra, nó bị lỗi như vậy. Nói chung là khá là bực mình. Chia sẻ một chút với các bạn. Trong cái kết quả của mình nhận được á, thì nó sẽ hiện ra cho bạn là bạn tham gia kỳ thi nào, trình độ bao nhiêu, số đăng ký là gì, kết quả là đậu hay rớt ha, pass là đậu, ví dụ vậy. Tổng điểm của mình là trên 90 trên 180 chẳng hạn thì là đậu. Và khi mà các bạn nhắc vào detail là vào chi tiết thì nó sẽ hiện ra cái số điểm của bài đọc hiểu rồi của bài nghe chẳng hạn, rồi sau đó họ sẽ chấm điểm mức ABC của mình là trình độ N4. Thì ví dụ như A thì họ ghi chú là số câu đúng thì sẽ trên 67%, B thì hạng B là từ 34% tới 66%, và hạng C thì là ít hơn 34% chẳng hạn, giống như vậy. Ở đây thì trang web chính của ví dụ như ở đây là trên trang của JPT.GP á, thì họ có thông báo ngày 18 là cái kết quả online này nó sẽ thông báo vào cái trang hồi nãy là trang của JS. Trang này là trang về JPT, riêng cho JPT thôi, JS tức là hiệp hội tổ chức, còn cái này là riêng về JPT thôi. Còn cái này thì cụ thể về cái thông báo thì ở Nhật á, thì những cái thí sinh mà đăng ký qua internet á, thì sẽ click vào đây ha. Còn ví dụ như ở Việt Nam của mình á, thì sẽ có kết quả từ 10 giờ sáng ngày hôm nay ha, nên mình để ý trên Facebook thì các bạn chia sẻ, các bạn ở Nhật chia sẻ khá là sớm, còn các bạn ở Việt Nam á, thì qua trang Overseas mấy bạn chia sẻ trễ hơn một chút. Như mình thì ở Nhật thì mình sẽ bấm vào đây như vậy, thì nó sẽ trả về cái trang của hồi nãy ha, JES. Ở đây nó có định nghĩa đậu và rớt chẳng hạn, thì mình chia sẻ sơ lược ha. Ví dụ như N1, N2, N3 thì N1 là 100 điểm là đậu, N2 thì 90 điểm là đậu, N3 là 95, N4 là trên 90, N5 là trên 80 chẳng hạn, nó là đậu. Và có một lưu ý nhỏ là điểm tối thiểu của mỗi phần á, của N1, N2, N3 thì phải trên 19 điểm. Còn N4 thì phải N4 thì phần mà đọc hiểu chung luôn thì phải trên 38 điểm, còn phần nghe thì trên 19 điểm. Là định nghĩa đậu rớt. Đây là cái phiếu mà họ sẽ phát về cho mình qua cái đường bưu điện, hoặc là cũng là cái phiếu điện tử, thư điện tử các bạn có thể xem trên internet qua trên MyGPT chẳng hạn. Cụ thể là bao nhiêu trên bao nhiêu đó nè. Ví dụ như họ chấm là từ vựng là được điểm A nè, ngữ pháp là được điểm B nè, đọc thì được điểm A, ví dụ như vậy. Rồi, sơ lược vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.